Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Cherry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888 -880 Gọi ngay Mangotools 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Lido Saigon TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng Ngọc Lan và Lê Thái. À, phần này phần cuối thưa quý vị. Như quý vị cũng đã biết ở California chúng ta thì là một trong những cái nơi, những cái vùng biển ở California rất là nhiều cá mập. Ở chúng ta thấy là người ta người ta vẫn phát hiện ra cá mập nó bơi lãng vãng lãng vãng ở những cái khu vực mà à, là Guna hay là chúng ta ở Huntington thì đôi sometimes thì người ta cũng phát hiện ra cá mập khi nó mới bơi vào bờ. Nhưng mà khi mà bơi vào bờ như vậy, đối với mắt thường của con người chúng ta thì hỏi chị Lan làm sao mà mình mà thấy được đúng không? Nó bơi dưới nước mà làm sao thấy được nhưng mà tại sao người ta vẫn cảnh báo được khi mà cá mập xuất hiện? À, quý vị có biết trong năm 6, 6 năm vừa qua đó thì có một cái hệ thống mà chúng ta chỉ, chỉ là những người bình thường chúng ta là không biết thôi nhưng mà những người làm trong cái công tác mà bảo vệ bờ biển đó những người làm trong cái hệ thống cảnh báo cá mập đó, người ta mới biết được đây là một cái hệ thống gọi là cái hệ thống shark dạ um, yeah, hệ thống shark pen pen thưa quý vị để lấy thấy tìm cái tên thì nhiên mất tiêu cái tên rồi thưa quý vị um, khi mà cái hệ thống này nó được lắp đặt để mà cảnh báo uh, một cái công nghệ cao cảnh báo những cái người bơi lội khi mà những cái con cá mập này nó ẩn nấp ở những cái vùng nước ven biển ở phía nam california và khi mà người ta nhận được cái cảnh báo này thì có sẽ thì nó sẽ những cái nhân viên mà cứu hộ ở chung quanh đó người ta có một cái chiếc điện thoại di động thì người ta sẽ nhận được cái tín hiệu đó và sẽ cảnh báo cho những cái người bơi lội ở dưới nước ở cái khu vực gần đó để mà người ta có thể người ta chạy lên bờ để mà không bị những cái con cá mập tấn công Cái hệ thống này thưa quý vị Đây là một cái hệ thống Shark Lab Nó vận hành tại stack ở Long Beach Từ năm 2018 uh, Tức là hơn 6 năm vừa qua rồi Và cái hệ thống này nó sử dụng là cái phao Thẻ và cái màn hình theo dõi Cái quần thể cá mập trắng Tại cái quần thể cá mập Ở Long Beach Rồi ở những cái vùng mà nó gần đó Thưa quý vị Và khi mà những cái người ta Cái, cái máy này nó phát hiện ra Có những cái con cá mập nó đến gần với lại cái khu vực của người đông dân cư khoảng trong phạm vi là 300 hải lý ấy, thì nó sẽ báo cáo về ngay với cái trạm kiểm soát và báo cáo liền cho những cái nhân viên người ta làm việc trong cái đài quan sát ở những cái bờ biển này và giám đốc của cái chương trình Shark Lab này là giáo sư sinh vật biển ông tiến sĩ Chris Lowy thưa quý vị, ông cho biết rằng là những cái nhân viên cứu hộ người ta nhận được các liên kết điện thoại di động của họ về sự xuất hiện của những cái con cá mập này rồi về cái kích thước của con cá mập nè rồi cái phạm vi của nó nó cách bờ biển là bao nhiêu thì người ta sẽ báo về liền nhưng hiện nay thưa quý vị cái hệ thống này nó sắp bị kết thúc hoàn toàn do bị thiếu kinh phí lý do tại sao thưa quý vị vừa qua thì cứ làm một cái một cái một cái năm như vậy đó thì người ta phải trả cái tiền phí của nó lên đến là 3.75 triệu Mỹ Kim cho những cái hoạt động để người ta cảnh báo cá mập này nhưng đã kéo dài chỉ, cái một ba bảy mươi sáu triệu mỹ kim đó là chỉ kéo dài trong năm năm nhưng mà những cái người này người ta đã duy trì cái kinh phí người ta kêu gọi cái kinh phí lên để được sáu năm vừa qua nhưng hiện nay thì sắp bãi bỏ bởi vì người ta nói là không còn kinh phí nữa bởi vì kêu gọi những cái nhà đầu tư những cái người mà ủng hộ cái kinh phí này để mà giúp bảo vệ cái bờ biển ở Long Biết thì rất là khó khăn trong vấn đề mà người ta kêu gọi những cái nhà đầu tư những cái người người ta giúp cho hoàn thành cái vấn đề này Tại vì sao nếu như mà không có cái kinh phí để mà bảo trì, bảo dưỡng cái hệ thống này thì có thể là quý vị thấy trên màn ảnh đây làm cái máy để người ta theo dõi cái mập đó. Khi mà không có đủ kinh phí để mà bảo dưỡng cái máy này, người ta phải bơi ra ngoài cái bà, người ta phải đi ra ngoài biển rồi lặn ở xuống dưới và người ta đến cái máy này để người ta bảo trì. Nó được cột phần bằng một cái phao nổi ở phía ngoài của bờ biển cách khoảng là 300 hải lý. Ờ thì khi mà cái máy này nó không có được bảo trì, không được vận hành thì nó sẽ không có thu phát cái tín hiệu nó sẽ không phát được nó không bắt được những cái con cá mập bơi gần ở đó và phát tín hiệu về thành ra nhiều người người ta nói rằng là cũng đang cần đang kêu gọi cái sự tài trợ của nhiều uh, nhà tư nhân đến từ những cái nhà tài trợ tư nhân thì phòng khí thí nghiệm này đang cần là khoảng là 7.5 triệu mỹ kim tài trợ trước tháng 6 nếu như trước tháng 6 mà không có cái số tiền này thì có nghĩa là cái chương trình này nó sẽ bị hoàn toàn hủy bỏ bởi vì cái máy này nó chỉ hoạt động và nó sẽ được update thường xuyên, nó sẽ được bảo trì thường xuyên và qua cái thời gian tháng 6 đó thì nó sẽ bị hư hại nếu như không có tiếp tục cái tiền để mà bảo trì. À, và cái tổ chức mà NOAA và những cái cục cá và động vật hoang dã ở California người ta cũng sẽ được lợi ích rất là nhiều từ những cái hoạt động này. Tại vì đây là một trong những cái hoạt động mà nó bảo vệ cái tính mạng của con người công cộng, nơi mà chúng ta thấy bơi biển, những người chơi lướt sóng, lướt ván này nọ, hay là những du khách người ta bơi biển đó. Thì nếu như không có hệ thống này thì hôm nay em nghĩ rằng là cá mập nó cũng sẽ tấn công người ta cũng là một những cái trường hợp cũng rất là nhiều. Tại vì có cái hệ thống này thì chúng ta biết được là à, cá mập nó vào bờ như thế nào, rồi người ta phát hiện được là kích thước con cá lớn như thế nào, loài gì và nó ở cái vùng cách con người là bao nhiêu lâu, bao nhiêu hải lý. Rất là hay ha. Tự nhiên nghe nhắc đến những cái hệ thống cảnh báo lại nhớ đến cái vụ mà hệ thống cảnh báo cháy ở Hawaii yeah. ở Maui hồi kỳ rồi làm sao tự nhiên không hoạt động wow. để dẫn đến cái chuyện là cháy mà người ta không biết à, bản tin cuối cùng của ngày hôm nay thì ngọc lan nghĩ là một tin cũng à, mình nghe để biết thêm về thế giới con người ta sẽ chi tiền vào những cái chuyện gì hôm trước ngọc lan có đưa tin đó là có hai người phụ nữ người ta đã kiện một cái hãng thời trang của pháp hãng Hermes bởi vì cái hãng này đã có một à, gọi là kiện về cái chính sách bán hàng không công bằng khi mà họ đưa ra những cái mẫu mã những cái giỏ mà mới nhất của họ đó cái dòng giỏ của họ thì có rất là nhiều cái loại vài ngàn cũng có mấy chục ngàn cũng có nhưng mà riêng có cái loại mà lấy tên của một nữ ca sĩ đó perking thì nó vô giá tại họ không có để cái giá đó ở trên website nhưng mà để mua được cái giỏ đó đó không phải là có tiền là mua được là phải là giống như là khách hàng thân thiết phải tạo được một cái mối quan hệ tốt đẹp với những người nhân viên ở trong cái tiệm đó rồi trung bình mỗi năm ví dụ như à, mua những cái không phải giỏ không mua những cái mặt hàng phụ khác khoảng hai chục ngàn trở lên thì họ mới mời khi mà ra những cái mẫu đẹp thì họ mới nói mới ra nè cái số lượng vậy thì mua vân vân thì họ kiện cái chuyện đó nhưng mà từ cái việc mà kiện đó mình mới thấy rằng là Ồ oh, cái giỏ như vậy thì nó đắt giá bao nhiêu <laughs> tưởng tượng đây là trong hình cái cái giỏ này cái giỏ sách này thôi mà được bán đấu giá 500.000 đô la. 500.000 đô la cho cái giỏ này nó gọi là Himalaya Perking. quý vị nhìn thấy ở đây á, mặc dù nhìn như là da cá sấu nhưng mà họ nói ngoài này là giác vàng hết. Nhưng mà mình nghe cái giá là 500.000 đô la là mình thấy hỡi ôi rồi gặp bằng tiền một căn nhà. Nhưng mà khi mà đi coi năm cái giỏ, năm cái giỏ của phụ nữ mà đắt giá nhất thế giới thì lấy thái tưởng tượng cái giỏ mắc nhất mà Lê Thái nghĩ là có thể đến giá bao nhiêu? Ờ, uh, thế em nghĩ là khoảng uh, khoảng 1 triệu, 1 triệu 1 một, triệu 2. Em 1 triệu 1 triệu 2, yeah. 1 triệu 1 triệu 2 không nằm trong danh sách uh, của năm cái giỏ mắc nhất thế oh. giới. Quý vị nhìn đây, đây là cái túi được cho là mắc nhất thế giới hiện bây giờ. 6.7 triệu đô la. Wow. 6.7 triệu đô la, không biết nó đẹp hay không. Nhưng mà cái túi này á thì quý vị nhìn họ nói là nhìn cái này họ có họ nói là cái túi vỏ trứng ha cái túi vỏ trứng thì ở đây là cái túi chính nè ở trong này á là họ nói cái xanh xanh này là từ cái bụi kim cương xanh họ làm từ cái bụi kim cương rồi xong rồi bao nhiêu cái hạt kim cương mà họ đính ở đây họ đính vào rồi khi mà mở cái 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 nắp này ra đó thì ở trong này á là nó có lót một cái một cái khăn của một cái nhãn hiệu khác thì cái khăn đó không á, là nó cũng đã trị giá rất là nhiều triệu đô la rồi à, cái khăn đó là cái khăn của cái hiệu mà Hermes Ngọc Lan nói đó rồi có một cái ở trong đó nó móc vô bằng một cái đôi bông của hãng Cartier đôi bông đó không cũng là 40 ngàn rồi cái khăn đó là bao nhiêu xong mà nhiều nhất á, là chính là cái bụi kim cương xanh này nè nó làm nên nhưng mà dẫu sao thì đây là cái cái giỏ duy nhất 6 triệu 7 nhưng mà thật ra nó mắc tiền là bởi vì nó gom của nhiều cái hãng nổi tiếng khác nó bỏ vào nhưng mà nếu mà một cái giỏ được uh, được được làm ra nguyên vẹn của cái hãng đó thôi đó thì bây giờ cái hãng mắc nhất là cái giỏ này hình trái tim hình trái tim cái túi này 3 triệu 8 3 triệu, 3 triệu 8, 8. Wow. Uh, đây là họ làm ra ở nói rằng là ở trên uh, thế giới chỉ có khoảng chục cái thôi mà những người mua này hầu hết là ở Dubai. <laughs> Ghê gớm vậy đó. À, quý vị nhìn thấy ở đây họ nói đây là chiếc ví uh, 1001 đêm. <laughs> 1001 đêm thì chắc là 1001 cái viên kim cương uh, họ dùng để họ kết ở đây để thành cái túi trái tim như thế này. Rồi xong rồi chúng ta sẽ thấy tiếp theo cái giỏ uh, thứ hai. Đây là cũng của cái nhãn hiệu mà nãy Ngọc Lan nói đó. Hermes uh, Kelly Rose Gold 2 triệu đô la. Cái giỏ này á, thì còn người ta cũng tranh cãi nhiều lắm. Bởi vì cái màu vàng đây á, là họ dùng bằng cái vàng mà vàng hồng bây giờ đó. Nhưng mà quý vị nhìn như vậy á, nhưng mà họ nói nó nhỏ lắm. Nó bé xíu à. Không biết đựng được cái gì nữa. Không thể bỏ một cái phone vào trong này được nha. Không thể bỏ một cái phone vào trong này. Đó là cái thứ ba à, cái thứ tư, ở à, nãy Lê Thái nói đúng Nhưng mà nó nằm ở vị trí này Một triệu tư cũng cũng của cái cái hãng đó Cũng là Hermes bơ kinh như ngọc lan đã nói đó đây cái hãng này thì một triệu tư cái giỏ như thế và cái thứ năm cũng là một triệu tư cái giỏ này thì không biết nó đẹp ở chỗ nào luôn không biết đựng được cái gì luôn nhưng mà thời trang cho nên mình không có biết được thì một chút như vậy để thấy rằng là wow thế giới thời trang này không biết bao nhiêu người mà người ta có đủ tiền để mà mua những cái giỏ sách hoặc là những cái túi mà bạc triệu trở lên như thế nói vậy thứ mấy anh mấy mấy chị đừng có đi về mà vòi chồng mua mấy cái giỏ này mấy anh mấy anh té xỉu hết luôn quá mắc luôn dạ yeah. cảm là... ơn lê ừ. thái đã đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay cảm ơn sự theo dõi của quý vị hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới và sau thời sự và sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV theo dõi tất cả các chương trình thường lệ của đài xin chào và hẹn gặp lại